Vững cung vụ án này để tìm lại lẽ phải trả lại công bằng cho cháu. Thay mặt gia đình một lần nữa xin mong bà con thật sự thông cảm, hiểu cho trong hoàn cảnh gia đình lúc này. Và bây giờ tôi xin thay mặt gia đình kính mời ông nội bí thư thị xã Từ Sơn nên đặt lời cam kết trước gia đình và bà con họ hàng làng xóm. Xin kính mời ông. Kính thưa hương hồn đồng chí binh nhì Trần Đức Đô cùng toàn thể gia quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa của đồng chí Trần Đức Đô, kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan đơn vị của quân khu 1 của tỉnh Bắc Ninh và của thị xã Từ Sơn, kính thưa toàn thể nhân dân khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự ngày 27 tháng 2 năm 2021, đồng chí Trần Đức Đô đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Được tin đồng chí binh nhì Trần Đức Đô, học viên tiểu đội trưởng công binh đại đội 14, tiểu đoàn 4, trường quân sự quân khu 1, Bộ Quốc phòng từ trần vào hồi 15:30 ngày 28 tháng 6 năm 2021, tức ngày 19 tháng 5 năm Tân Sửu. Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Từ Sơn, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia tăng và nhân dân khu phố Đa Hội. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn đối với gia đình, gia tộc của đồng chí Trần Đức Đô và nhân dân khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chức năng của tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Từ Sơn đã tích cực chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Châu Khê, lãnh đạo chính quyền khu phố Đa Hội và toàn thể nhân dân khu phố Đa Hội tổ chức tang lễ cho đồng chí Trần Đức Đô, đồng thời đưa ra các giải pháp để ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Gì hơn, trước là cháu cảm ơn các bộ, các ngành, các cơ quan điều tra cho con cháu ra một cái sự thật là cái chết của con cháu như thế nào. Cái thứ hai, cái động lực nhất, cháu sẽ cảm ơn bà con khu phố Đa Hội, vùng bà con khu địa phương khác đã dành đến gia đình cháu một cái tình cảm rất cao quý đến với gia đình cháu. Cháu không biết nói gì hơn cả, cháu chỉ biết nói những lời cảm ơn và hậu tạ tất cả những mọi người đã quan tâm đến, trước là con cháu, sau là gia đình cháu. Cháu xin cảm ơn mọi người ạ. Mẹ ơi, con đang về với bác. Hồn bất tử, thân xác hóa non sông. Cha mẹ ơi, xin chớ có buồn lòng. Tổ quốc cần, con xung phong tình nguyện. Dậy đi con, dậy với mẹ cha. Tỉnh lại đi, con về nhà rồi đấy. Đừng ngủ nữa, cô bác đến thăm này. Sao hôm nay con ngủ say thế hả? Cả một đời nuôi con bao vất vả, lệ cạn vì con vội vã rời xa. Dậy đi con, mẹ cha đang mong đợi. Mong một lần nghe con gọi mẹ ơi.